Thưa sư và sư Tuệ Tường, con muốn hỏi những tội nào có thể sám hối và những tội nào không thể sám hối. Mong sư hoan hỷ giải đáp về câu hỏi này. Xin mời đại đức Tuệ Tường trả lời. Kính thưa đại đức Hành Tuệ, kính thưa quý vị, ở đây thì quý vị hỏi chung chung quá, hiểu không? Chung chung quá có nghĩa là quý vị không biết quý vị đang hỏi cái đối tượng, có được đối tượng mà phạm tội là ai không, nhưng mà sư sẽ khoanh vùng từng tự thưa quý vị. Có nghĩa là nếu mà nói về đầu tiên tôi nói về phẩm vị mà gọi là tỳ kheo ha, tỳ kheo ni đi, đúng không? Thì đúng là có những cái tội mà một vị tỳ kheo ni mà phạm vô giới luật á là có sám hối được, và những cái tội mà không thể sám hối được đó là cái gì? Đó là đặc biệt á, bây giờ sẽ nói không có sám hối trước đi là dễ nhất, là phạm vô cái bất cộng chú thì bị, hay là bất cộng trụ đó, đó bất cộng trụ đó, thì tỳ kheo ni là không có sám hối được tội này, bắt buộc phải xả y thưa vị, bắt buộc phải xả y và trở về trở thành một người cận sĩ nam hoặc cận sĩ nữ. Đó, cái này không thể sám hối được nha. Còn nếu mà quý vị những cái tội khác, giống như là tội ưng đối trị, xã đối trị, hay là săn khá đi xe xá tăng tàn đó, không bảy lưng ưng bảy lưng ngược pháp này nọ cái gì đó, không, thì những cái tội đó sám hối được. Rồi chúng ta nói xong cái khía cạnh mà của tỳ kheo ni, giờ tới phà sa di đi ha. Sa di thì có đặc biệt, khi nói sa di nha, cũng có những cái tội mà sám hối được, mà phải sám hối đúng cách đó nha. Còn nếu mà không có sám hối theo một cái cách mà đúng đắn thì cũng có thể gọi là không sám hối được nữa, là giống như là một cái bị sa di thưa vị, mà do tà kiến á, dính với tà kiến á, thì cái vị này sẽ bị trục xuất, bắt buộc bị trục xuất, nghĩa là không còn phẩm bị sa di nữa, đúng không? Mà nếu quý vị cái vị này nè là thay đổi tư kiến đó mà không có còn tà kiến nữa, mà được các vị tỳ kheo và hội chúng tăng giống như là kiểm tra lại cái chánh kiến đó, thì cái vị này sẽ được tu lại. Còn nếu mà cái trường hợp vị này vẫn giữ cái tà kiến cố định đó thưa quý vị, tà kiến cố định đó, thì rõ ràng làm sao sám hối được, làm sao tu lại nữa, không? Đó rõ ràng, không? Rồi bây giờ tới khía cạnh mà cận sĩ nam cận sĩ nữ, cận sĩ nam cận sĩ nữ thì những cái tội nào có thể sám hối được, những tội nào sám hối được, thì hầu hết là về chúng ta nhắc tới cái chuyện mà gọi là phạm vô, nếu mà tội nặng nhất ở người cư sĩ đi là gì, là ngũ nghịch đại tội ha, là gì, là giết cha giết mẹ giết A La Hán, làm chảy máu Đức Phật, chia rẽ tăng đoàn, hay là hãm hiếp tỳ kheo ni, đó những cái tội mà gọi là nguyên đại tội đó. Thì bây giờ trường hợp Buddha sẽ thế đi, trong bài kinh Sa Môn Quả đã bị thấy rất là rõ là ổng là phạm tội giết cha, là trong nguyên đại tội. Thì chính vì là khi mà Đức Phật vừa thuyết dứt thời kinh Sa Môn Quả đó, thì nếu mà thời điểm đó ông không thật tội giết cha đó, thì ông có thể chứng đắc dự lưu, thánh dự lưu đó. Nhưng mà do ông giết cha thì cái ác nghiệp đã ngăn lại cho ông không có chứng đắc được. Nhưng mà thời điểm đó ông nghe xong bài kinh xúc động, thì ông rung động, ông nói là do con ngu si, do con đại loại như là cái sự ngu si con nó kết giao du với bạn ác, thế là ngày đi quá đắc tá đó quý vị. Đó cho nên là khiến con giết cha như vậy đó, xin Thế Tôn hãy nhưng mà nhận cái sự mà sám hối ngăn ngừa tội lỗi của con ngay trong hiện tại và trong tương lai, thì chính là cái sám hối đó, không gọi là ông có một cái vé đi ha, cái vé là một vị Phật độc giác ở trong tương lai. Thì ở đây là mình hiểu là người cư sĩ ví dụ phạm cái đại tội mà có sự ăn năn sám hối thì sám hối được, mình gọi sám hối được, có sự ăn năn sám hối được. Và tương tự như bài Bạch Đa Đạt Đa, quý vị thấy đó là phạm tội gì, làm chảy máu Phật và chia đã tăng đoàn, cũng bị đại tội luôn. Nhưng rồi mà cuối đời ngày sám hối Đức Phật, thì Đức trong tương lai Đại Bà Đạt Đa cũng là một vị Phật độc giác. Đó, chỉ có là riêng phẩm vị tỳ kheo nghe là bất cộng chú là không nên sám hối. Cho nên là
thì suy nghĩ đến đây, thì xin ví dụ những cái vấn đề mà sám hối không sám hối thì quý vị cũng đã rõ. À còn một cái điểm nữa, đối với người cận sự nam hay cận sự nữ nha, như nam sinh nữ mà nếu mà đi theo ngoại đạo mà dính vô cái tà kiến cố định, dính vô tà kiến cố định đó là mà chấp thủ quan điểm đó, thì cái tội này sẽ cũng cũng cho là tội này không sai sám hối được, thưa vị. Đó, dính vô tà kiến cố định đó. Có nghĩa là không dính vào ba cái đó, vô nhân vô hành vô hữu, nghĩa là không có nhân quả đời, không có đời này đời sau, không có thiện ác gì đó, đó là chắc chắn thì đi địa ngục rồi. Không thì cái này cũng tạm gọi là không sám hối được, là kiến cố định. À sư quên đó, còn quên một cái điểm này ở tỳ kheo cũng cũng không thể sám hối được, thưa vị. Có điểm điểm này nè, điểm này nè, quan trọng nếu mà nhớ nó thiếu cũng kỳ, là nếu một vị tỳ kheo mà theo học một vị thầy, rồi sau đó đó là cãi vị thầy của mình, cãi vị thầy của mình rồi xong rồi tự rồi sau đó là hoàn tục đi theo ngoại đạo nha, đi theo ngoại đạo rồi sau đó mới quay về gặp hội chúng tăng hay là vị thầy mình đó là xin tu, thì Đức Phật nói cái trường hợp này là không không có cho tu, không có cho xuất gia tỳ kheo nữa. Học thật nói chung là không xuất gia cho tu luôn, chứ không phải là xuất gia tỳ kheo nữa, không cho tu sa di hay là tỳ kheo luôn đó. Nếu có tu thì tự động không thành tựu, mà nếu mà ai ai cho vị này tu, nghĩa là nếu mà lỡ không biết cái nhà cho tu thì tự động cũng thành tựu không gặp đó phẩm vị đó, thì cái trường hợp này cũng của nói về giới luật tỳ kheo thì cũng gọi là không thể sám hối được luôn đó. Thì suy nghĩ đến đây chắc những cái dẫn chứng mà sư đưa ra thì chắc cũng khá đầy đủ rồi. Nếu mà có thiếu thì mong Đức Thanh Tuệ bổ sung thêm. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời hỏi đây. Xin tri ân những câu trả lời của Đại Đức Tuệ Từ. Thì sư đồng ý với những chia sẻ của Đại Đức Tuệ Từ đã đầy đủ các cái tội mà gọi là không thể sám hối được. Tuy nhiên thì sư xin bổ sung một vấn đề thôi. Thì cái gọi là không sám hối được đó là chỉ tính ở trong cái đời đó, trong cái hiện tại, chứ không tính ở trong tương lai. Còn cái việc quả báo đó đưa chúng sanh đi địa ngục thì mình không có nói tới. Ví dụ như một vị tỳ kheo phạm bốn bất cộng trụ thì trong kiếp đó vị đó không thể sám hối được, nhưng mà qua kiếp sau thì vị ấy nếu như được làm người mà trong thời kỳ có Phật pháp của một vị toàn giác thì vị ấy vẫn có thể xuất gia lại như bình thường. Đó, rồi quý vị phạm ngũ nghịch cũng vậy. Đức Thế Tôn nói là một vị phạm ngũ nghịch thì sẽ phải đi địa ngục suốt cái phần kiếp còn lại của trái đất. Thì đương nhiên là sau khi mà lên rồi thì không có tính nữa. Ha, tức là không sám hối được là không sám hối được tính ở trong cái kiếp đó thôi, chứ không phải là đời đời kiếp kiếp. Còn cái chuyện là tà kiến cố định mà quý vị phải đi địa ngục không gian ấy, thì cũng chỉ tính tới đó thôi, tức là sau khi mà đi địa ngục không gian lên rồi thì lên thì vẫn bình thường trở lại, chứ không phải là như vậy là mình triệt luôn cái đường lui, thì cái chuyện đó là không có ha. Cho nên điều này là điều quý vị lưu ý, và sẽ qua câu hỏi tiếp theo.